Ngày xưa, có anh chàng bần khỏe mạnh, tháo vát. Vì yêu mến nàng lụa, con gái phú ông, nên chàng nguyện làm không công cho nhà phú ông suốt 3 năm liền. Nàng lụa thấy chàng thật thà chăm chỉ, nên cũng sinh lòng thương mến. Chàng nghỉ tay, uống miếng nước rồi làm tiếp. Ở đây đông người như vậy mà cô lụa chỉ đặc biệt đưa nước cho cậu bần thôi sao? Cuối cùng ta cũng đợi đến ngày có thể cưới nàng làm vợ. Nàng yên tâm, ta hứa sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cho nàng. Thiếp tin chàng. Đánh thật đau cái thằng bần cho ông, nửa đêm nửa hôm đi dụ dỗ con gái nhà lành. Kìa cha ơi, cha đừng đánh anh bần nữa. Dừng lại, hôm nay ông chỉ cảnh cáo thôi, đừng để ông bắt gặp có lần thứ hai. Con xin lỗi ông chuyện hôm nay, nhưng mà con thương em lụa thật lòng mà. Không nhân nhị gì hết, mày nghèo còn dám trèo cao, ông đi khinh. Cha cảnh cáo con, không được hẹn hò gặp mặt thằng bần nữa, nghe chưa? Kìa cha, ông đã hứa sẽ gả em lụa cho con, nếu con làm công cho ông đủ 3 năm mà. Nay cũng đã đến ngày hẹn rồi. Im ngay, con của ta là cành vàng lá ngọc, phải lấy nhà giàu hay quan lớn kìa, ngươi đừng hòng mơ mộng. Kìa ông, xin ông giữ lời hứa gả em lụa cho con, con nguyện làm tất cả những gì ông yêu cầu. Thôi được, muốn cưới con ông à, cũng dễ thôi, trừ khi ngươi sắm được mâm cao cổ đầy, đãi cả làng một bữa no say, ta sẽ gả con cho. Còn không, đừng có mơ. Cha, nhưng cha đã hứa với anh bần, nên con cũng thương anh ấy. Thằng hầu đâu? Dẫn cô lụa về mau. Phận ta nghèo, làm sao kiếm đủ số tiền sắm cổ đãi cả làng bây giờ? Cha ơi, xin cha hãy giữ lời hứa năm xưa, gả con cho chàng bần. Trời ơi, ngày xưa cha chỉ nói vậy để nó làm trâu làm ngựa cho nhà mình 3 năm mà thôi. Chứ con gái của cha thì phải gả cho gia đình giàu có, quyền quý mới xứng chứ. Gia đình quyền quý giàu có liệu có đối xử tốt với con không cha? Anh bần là người thật thà, tốt bụng, lại rất thương con. Thương? Thật thà, tốt bụng có tạo ra cơm ăn, vàng bạc được không? Vậy nếu chàng kiếm đủ tiền làm cổ đãi cả làng như cha yêu cầu thì sao? Cái thằng đó nghèo xác xơ như vậy, con nghĩ nó có thể kiếm đủ tiền à? Ta nhất định phải kiếm đủ tiền để hỏi cưới em lụa. Được rồi, ta sẽ không bỏ cuộc đâu. Tài sản chỉ có mỗi chiếc rìu, chàng bần ngày ngày vào rừng sâu đốn củi, mong có thể kiếm đủ tiền để hỏi cưới nàng lụa, con gái của phú ông. Đốn củi thế này, biết chừng nào mới kiếm đủ tiền đây. Được rồi, ngày mai ta sẽ đi vào rừng sâu, hy vọng tìm được gỗ quý. Ta biết trời gần tối rồi, nhưng ta phải cố gắng vào sâu hơn nữa mới có thể tìm ra gỗ quý. Bình tĩnh nào, có ta đây, không có chuyện gì đâu. Cây to thế này ắt hẳn là gỗ quý rồi.
bán ra chắc được nhiều tiền đây. Có chuyện gì với ngươi thế? Lại nghịch ngợm gì nữa có đúng không?